tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án Đà Nẵng thành phố môi trường và hưởng ứng chủ đề 5, thích ứng an toàn, thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức phát động lễ ra quân vệ sinh môi trường đầu năm 2022 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố tại Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà. Không chỉ để triển khai quyết liệt quyết định số 2375 ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về quản lý môi trường đối với khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, một trong những điểm nóng về vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, lễ ra quân còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tiểu thương, người dân nói riêng và người dân nói chung về trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp, cùng nhau đóng góp vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030. Đề án xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2 được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 thì đã được thành phố ban hành, cùng với nó là những kế hoạch triển khai rất là cụ thể và được cụ Huế từ cụ thể hóa tầng năm qua rất nhiều hoạt động. Trong đó thì tiếp tục phát huy những cái phong trào mang tính cộng đồng như là chủ nhật xanh sạch đẹp, là ngày ra quân tình nguyện vì thành phố môi trường. Và đặc biệt kế hoạch năm nay thì chúng tôi sẽ tập trung để xử lý những cái điểm mà hiện nay vẫn còn có nguy cơ ô nhiễm cao. Và đặc biệt thì khi cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2022 thì cái việc nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và đặc biệt là phân loại rác tại nguồn thì nó rất có ý nghĩa. Sau lễ phát động, các đơn vị lực lượng đã triển khai ra quân vệ sinh môi trường, phun khử trùng, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại một số khu vực như các cầu cảng và khu vực mặt nước, Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, chợ Nại Hưng Đông, quận Sơn Trà, hồ E1, quận Cẩm Lệ, trung tâm giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn và khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu.